Với hệ thống giao thông được đầu tư mở mới, nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi để huyện Bảo Thắng phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, giao thông thuận tiện cùng với lưu lượng phương tiện tăng nên nguy cơ mất an toàn luôn tiềm ẩn. Do vậy, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được địa phương đặc biệt quan tâm. Tỉnh lộ 151, 152 qua huyện Bảo Thắng vốn được xem là điểm nóng về tình trạng mất an toàn giao thông, đặc biệt là khu vực Tăng Lỏng, khu công nghiệp lớn nhất tỉnh với hơn 20 nhà máy xí nghiệp và trên 5.000 công nhân. Đây là tuyến đường có lưu lượng xe rất lớn, nguy cơ mất an toàn cao. Do vậy, cùng với nỗ lực của lực lượng chức năng, vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương trong việc giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành của người dân được coi trọng. Nhất là tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động người dân, rồi là phối hợp với các cái cơ quan chức năng của huyện trong việc đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông, rồi là chỉ đạo các cái trường học là thực hiện cái việc là cổng trường học an toàn. Tuy nhiên là do cái mật độ nó quá lớn, xe trọng tải lớn đi qua rất là lớn, cho nên là cũng rất là phức tạp về cái vấn đề trật tự an toàn giao thông. Triển khai tới toàn thể cán bộ hội viên, đặc biệt là các hộ mà kinh doanh ở dọc các trên tuyến đường 151, quốc lộ 4E cũng như là chợ Xuân Giao, là sẽ không lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán các cái hàng để đảm bảo an toàn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện thường xuyên có mặt tại những điểm nóng để điều tiết xử lý vi phạm, trong đó tập trung xử phạt với những lỗi như chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, chở quá người quy định, quá trọng tải, lấn làn. Tính đến ngày 11 tháng 3, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 25 trường hợp vi phạm, tạm giữ 24 phương tiện, tước giấy phép lái xe 5 trường hợp, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước trên 45 triệu đồng. Triển khai những cái chuyên đề như là về xử lý về quá tải trọng, cơi nới thành thùng và xử lý về nồng độ cồn để làm thế nào đó để giảm thiểu tối đa nhất cái nguy cơ về tai nạn xảy ra trên địa bàn. Việc vận hành nút giao đường tỉnh 152 nối thông với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai dự báo sẽ có mật độ xe cộ phương tiện lưu thông lớn. Do vậy, các giải pháp khắc phục những bất cập về hạ tầng như hệ thống đèn chiếu sáng, biển báo giao thông, các điểm dừng đỗ đón trả khách, xe đưa đón công nhân sẽ được lực lượng chức năng Bảo Thắng triển khai đồng bộ, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.